Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Bốn Bánh Kinh Môn. Và ngày hôm nay thì Bốn Bánh Kinh Môn lại tiếp tục lên sóng báo giá 3 mẫu xe Santa Fe được nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc. 3 mẫu SUV 7 chỗ, máy dầu quá, máy xăng quá, một cầu quá và hai cầu cũng quá nhá. Mà hiện tại bên Bốn Bánh Kinh Môn vừa mới nhập về thôi. Phục vụ cho mọi người tham khảo chọn lựa chọn xe cũng như là tham khảo giá cả. Nếu có anh chị mà đúng chân chiếc xe nào thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354 152 888 để được em tư vấn hỗ trợ cũng như là lịch xem xe. Và bên Bốn Bánh Kinh Môn thì có hỗ trợ vận chuyển mua bán toàn quốc. Nếu mọi người nào ở xa mà không có điều kiện trực tiếp để đến xem xe mà xem video em quay mà ưng xe thì vui lòng liên hệ em nhé. Cọc trước cho em 30 triệu đồng, em sẽ gửi xe lồng cho mọi người và xe lồng bên em thì đi dọc tuyến đường 1. Ở bên em thì vận chuyển mua bán vào trong hai khu vực miền Nam miền Trung là rất là nhiều, nên là đã rất là uy tín rồi, nên là có anh chị là cứ yên tâm khi đến với bên em nhé. Và địa chỉ để xem xe trực tiếp đó là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Mọi người quan tâm ưng xe thì xuống theo địa chỉ đó nhé. Hiện tại thì từ ngày mùng 3 tháng 3 năm 2021 thì tỉnh Hải Dương đã dỡ bỏ cách ly phong tỏa rồi, nên đường xá lưu thông bình thường rồi, nên các anh chị có thể xuống xem xe thoải mái rồi nhé, không vấn đề gì cả. Và chiếc đầu tiên này em xin giới thiệu cho các anh chị tham khảo đó là chiếc màu đen nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2006, phiên bản máy dầu số tự động 2 cầu, sử dụng động cơ là 2.0, mang biển kiểm soát là 19A17851. Khám phí thì đến tháng 5 năm 2021. Đây, về phần cụm đèn pha được thiết kế đèn bi với đèn cả đèn halogen đó mọi người này. Đèn pha nguyên bản theo xe nhé. Một mẫu SUV 7 chỗ gầm cao đi trên mọi địa hình. Máy dầu thì rất là kinh tế rồi. Và nói đến dòng Santa Fe thì gần như là hãng Hyundai Santa Fe đã làm lên tên tuổi cho hãng Hyundai vì độ bền bỉ của xe cũng như là độ lành xe thì cực kỳ là cao. Và với giá thành tầm tiền chỉ nếu chúng ta mua mới thì tầm khoảng hơn tỷ thôi, cũng nói chung là cũng rất là vừa tiền. Và độ máy dầu của chiếc xe Santa Fe này thì gần như là chạy thì cực kỳ là kinh tế nhá, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Gần như là không có chiếc SUV của các hãng khác nào mà có thể vượt qua được độ kinh tế của hãng của chiếc Santa Fe này. Nên này là chiếc Santa Fe là gần như là một trong những sự lựa chọn cực kỳ là hợp lý với giá thành rất là vừa tiền. Mọi người đã sở hữu xe rồi và xe chạy khá là bền và lành xe. Máy số gầm bệ thì chất cực kỳ là chất. Chiếc xe này thì cam kết với mọi người là không lỗi nhá, không có tai nạn ngập nước. Nên là mọi người cứ yên tâm về chất lượng của xe. Keo chỉ cột kèo zin hết nhá. Máy số thì cực kỳ là chất luôn, không lỗi. Đây về phần form dáng của em nó này khá là đẹp luôn. Hai cầu đi trên mọi địa hình, đường đồi núi rồi đường lầy lội rồi, tất cả các cung đường là chúng ta có thể vận hành qua hết, không vấn đề gì cả luôn. Bô kép rất là đẹp luôn, màn hình cam lùi. Đây, về phần khung gầm của em nó đây. Khung gầm thì quá là ok luôn, không mục ngoặt, rất là chất. Và với chiếc xe này thì bên Bốn Bánh Kinh Môn đang chào bán với giá là 380 triệu đồng nhá. Chỉ với 380 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu xe rồi. Ghế da thì được thiết kế màu da bò mọi người này, đã được bác chủ bọc thêm bộ áo ghế đen này. Trần nỉ nguyên bản rất là sạch sẽ, cửa sổ trời. Và có cả màn hình giải trí cho hàng ghế thứ hai này. Tắp lùi tắp đi đây. Rất là đẹp. Và trang bị theo xe là bộ mâm đúc 16 inch 5 chấu này, phanh đĩa ABS 4 bánh nhá, và dàn lốp khe rãnh thì còn quá là ok luôn. Vùng điều hòa thứ hai đi mọi người này. Chiếc xe này thì là hai vùng điều hòa nhá. Thường đa số thì vòng hai cầu là gần như là chỉ có hai vùng điều hòa thôi. Ghế điện này. Vô lăng 4 chấu rất là đẹp. Nội thất tươi. Màn hình cam lùi. 380 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu xe rồi. Đấy, có anh chị mà quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ Bốn Bánh Kinh Môn theo số điện thoại
0354152888 nhé. Tiếp theo nữa là một mẫu Santa Fe máy xăng số sàn, một mẫu xe, một mẫu phiên bản là khá là hiếm tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Đa số là gần như là Santa Fe là chủ yếu là dòng số lưu động là nhiều thôi. Dòng số sàn thì cũng tương đối là hiếm. Mang biển kiểm soát là 38A03215. Tổng hành xe là màu vàng cát mọi người nhé. Sơn xi còn rất là đẹp luôn. Đi theo xe là bộ mâm đúc cũng 5 chấu ấy, nhưng mà 17 inch mọi người nhé. Dàn nốt khe rãnh thì còn tầm hơn 70%. Khám phí đến tháng 7 nhé. Đã để đồ đầy đủ rồi. Nội thất của xe đây. Nội thất thì được bác chủ khá là giữ gìn luôn nhá. Chiếc xe này thì nội thất còn tương đối là mới luôn, rất là mới. Rất là thơm tho sạch sẽ, ghế da màu kem. Củ số đây. Màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Táp lô rất là tươi. Vô lăng thì tương đối là đẹp mọi người nhá. Vô lăng 4 chấu đây. Trần nỉ rất là sạch sẽ. 7 chỗ ngồi. Đi lại thì chở được nhiều người. Và với chiếc xe này thì bên Bùn Bánh Kinh Môn đang chào bán với giá là 320 triệu đồng nhá. Chỉ với 320 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu được một mẫu Santa Fe sản xuất năm 2008 nhá. Phiên bản máy xăng số sàn. Đây. Về phần thiết kế điều hòa thứ hai thì có hai vùng điều hòa thôi. Xe cũng là hai vùng điều hòa mọi người nhá. Nội thất ghế da thì rất là sạch đẹp. Hàng ghế thứ hai đây. Xe cũng cam kết mọi người là không lỗi nhá, keo chỉ zin, cột kèo keo chỉ zin hết nhá. Xe không lỗi. Cốp đi để đồ đạc khá là rộng rãi rồi. Hàng ghế thứ ba không đi đến thì chúng ta lật lại làm cốp thì quá là ok luôn. Cam lùi đầy đủ. Bô kép. Đây. Khung gầm đây. Tất chất nhá mọi người nhá. 320 triệu đồng cho một chiếc xe 2008 máy xăng số sàn. Màu vàng cát rất là đẹp. Tiếp theo nữa là cuối cùng là một chiếc Santa Fe Gold. Nhập khẩu sản xuất năm 2003, đăng ký là 2007. Màu bạc, mang biển kiểm soát là 49A33861. Một dòng xe đời đầu của dòng Santa Fe. Cảnh báo va chạm này. Cam lùi đầy đủ mọi người nhé. Khung gầm của em nó đây. Quay luôn cho mọi người quan sát luôn nhé. Khung gầm thì còn khá là chất. Không mục mọt. Lốp treo. Và với chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng nhé. Chỉ với 225 triệu đồng thôi là các bác anh chị đã sở hữu xe rồi. Nội thất hai màu. Tắp lô tắp ly đây. Không một vết cháy xước rồi luôn. Chiếc xe này thì là bản đủ nhá. Có cửa sổ trời này. Trần nỉ nguyên bản rất là sạch sẽ. Cửa sổ trời điều hòa ô tu máy dầu số tự động. Sản xuất 2003. Bên em đang chào bán với giá là 225 triệu. Xe không lỗi, không có tai nạn ngập nước. Mọi người mà đang quan tâm đến mẫu xe nào thì vui lòng liên hệ em nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video của em. Mọi người yêu quý kênh thì vui lòng cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ video giúp em nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.